Xin chào các bạn, mình là Thương Nguyễn, là đại diện tuyển sinh của trường Queen College ở tại Việt Nam. Trường Queen College tọa lạc tại thành phố Ottawa, là thủ đô của Canada và thuộc về tỉnh bang Ontario. Queen College hiện tại có 4 campus đặt tại Ottawa, Pembroke, Perth và campus mới ở tại trường CGA College thuộc GTA, tức là ở Mississauga và North York. Queen College có tổng cộng khoảng 23.000 sinh viên trong thời gian, trong đó thì khoảng 4.000 sinh viên đến từ 100 quốc gia khác nhau. Nói về số lượng sinh viên Việt Nam thì trường hiện có khoảng 600 cho tới 800 sinh viên. Thành phố Ottawa thì là một thành phố công nghệ với mật độ dân số làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao hoặc là công nghệ thông tin thuộc hàng cao nhất của khu vực Bắc Mỹ. Ottawa còn được gọi là một thung lũng Silicon của phương Bắc. Thì với vai trò là một trường đào tạo nguồn lao động chính cho thành phố Ottawa, cho nên các thế mạnh đào tạo của Queen College cũng phản ánh điều này. Trường rất là nổi bật ở các nhóm ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc là công nghệ cao. Tiếp theo là chúng ta có những cái ngành về du lịch khách sạn hoặc là kinh tế hoặc là chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là một trong những thế mạnh của trường Queen College trong việc kết nối sinh viên với các doanh nghiệp địa phương và mang đến cho các bạn nhiều cơ hội đi thực tập. Có hai hình thức thực tập, có thể là có lương hoặc là không lương, và điều này nó phụ thuộc vào tiêu chí đào tạo của chương trình. Trong cả hai hình thức này thì trường sẽ có một bộ phận để giúp cho các bạn các bước chuẩn bị cũng như là trong thời gian các bạn làm việc với lại doanh nghiệp. Sau khi thực tập thì đến bước mà các bạn tốt nghiệp, trường cũng mang đến cho các bạn sinh viên rất là nhiều cái công cụ hỗ trợ hoặc là các cái sự kiện và cái sự kết nối đối với lại các doanh nghiệp địa phương, thì giúp cho các bạn sinh viên và đặc biệt là sinh viên quốc tế sẽ tăng được cái khả năng cạnh tranh và tìm việc dễ dàng hơn. Thành phố Ottawa là một nơi có nền kinh tế khá là ổn định, do vậy cơ hội các bạn sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp cũng khá là tốt. Thì trong năm 2021, tỉnh bang Ontario có một cái bảng thống kê KPI, trong đó Queen College có được tỷ lệ là 86,9% các em sinh viên tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp, và đây là cái tỷ lệ khá là tốt so với mặt bằng chung. Một số ngành nghề mà các em có thể dễ dàng tìm việc sau khi tốt nghiệp thì nó phản ánh những cái thế mạnh của địa phương đó. Ví dụ như Ottawa thì các bạn có thể học các ngành về công nghệ thông tin, các ngành về du lịch, tại vì Ottawa là một tourist attraction. Tiếp theo là những nhóm ngành về chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, hoặc là những ngành liên quan tới kinh tế. Thì đó là những nhóm ngành mà hiện tại Ottawa, không những hiện tại mà trong quy hoạch nhiều năm sắp tới vẫn còn đang thiếu lao động. Các bạn sinh viên quốc tế hoặc là sinh viên Việt Nam khi muốn nhập học ở tại Queen College thì các bạn cần phải nộp điểm IELTS hoặc là các điểm VTE, TOEFL hoặc là bài thi Cambridge hoặc là điểm Duolingo. Những bạn nếu mà chưa có đủ điểm như yêu cầu đầu vào của cái chương trình, bạn có thể học chương trình English for Academic Purpose hoặc là gọi là EFP. Chương trình này khai giảng 3 năm và có 6 level. Các bạn có thể sắp xếp khóa học tiếng Anh này trước khóa chính. Đặc điểm là khi mà các bạn pass được điểm EFP thì các bạn không có phải cung cấp lại kết quả thi IELTS nữa, mà các bạn có thể vào thẳng khóa học chính luôn. Chi phí cho một level học EFP hiện trong năm nay là khoảng 3.700 đô la Canada, một level kéo dài 7 tuần. Và thông thường một bạn sinh viên có thể cải thiện được khoảng 0,5 IELTS nếu mà bạn học một level. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần phải dự trù trong trường hợp là mình cần thêm thời gian để mình cải thiện, thì có thể là bạn lên kế hoạch đăng ký thêm một level nữa. Nếu như mà mình đã hoàn thành mục tiêu ngay từ level đầu tiên thì mình có thể là skip cái phần dự trù đó của mình vào khóa chính luôn. Trong năm 2022-2023 thì trường Queen College có một số ưu đãi dành cho các bạn sinh viên trong những điều kiện sau. Thứ nhất là nếu như bạn là người thân trực hệ của một sinh viên đang học hoặc là cựu sinh viên của Queen, tức là bạn có thể là anh chị em ruột hoặc là vợ hoặc là chồng, thì bạn sẽ được miễn áp đi
theo là trường cũng miễn application fee cho các em sinh viên mà nộp hồ sơ theo dạng SCS. Thì đó là những ưu đãi trong năm nay dành cho các em du học sinh Việt Nam. Hiện tại ở Ottawa thì chúng ta đã có hội sinh viên người Việt Nam học tại trường Owen Queen hoặc là các trường lân cận. Các bạn tổ chức rất là nhiều hoạt động theo định kỳ, có thể là hoạt động offline hoặc là online. Offline thì theo từng chủ đề khác nhau theo mùa rồi, nhưng mà online thì chúng ta có các group Facebook mà các bạn sinh viên mà đang tìm hiểu về Owen Queen College cũng có thể tham khảo thêm. Thì trên group Facebook các bạn chia sẻ với nhau rất là nhiều vấn đề liên quan tới cuộc sống ở tại Ottawa, ví dụ như những khó khăn hoặc là những lời khuyên trong học tập hoặc là định hướng nghề nghiệp vân vân, hoặc là những vấn đề như là các bạn muốn tìm thuê nhà, việc đi lại, khám sức khỏe, sử dụng bảo hiểm, những cái tip ở trong cuộc sống ở tại Canada chia sẻ với nhau rất là nhiều. Thì nếu như các bạn sinh viên Việt Nam mà đang muốn tìm hiểu về đời sống khi mà du học ở tại Ottawa thì các bạn cũng có thể tham khảo thử các group này để có thêm những thông tin chân thật nhất. Owen College rất mong sẽ đón tiếp thêm nhiều bạn sinh viên Việt Nam đến học tập ở tại thủ đô Ottawa của Canada thêm nữa. Đặc biệt là trong tháng 10 năm 2022 thì trường Owen College sẽ có mặt trong phe của CEI tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất là hy vọng sẽ được gặp tất cả các bạn mà đang quan tâm tìm hiểu về chương trình du học Canada, và cũng như là các bạn nếu như có thắc mắc học thì chúng ta có thể gặp nhau vào tháng 10 để mà